xá lợi từ bản tánh của bốn niệm trụ là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là bốn niệm trụ xá lợi tử bản tánh của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là xanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng xanh thì chẳng thể gọi là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo xá lợi tử bản tánh của pháp môn giải thoát không là không nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh nào là diệt nào là trụ nào là dị do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là pháp môn giải thoát không Xá lợi từ bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị Do duyên cớ này nên nếu là rốt giáo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện Hết quyền thứ 69